Hi everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game Bowsmaster, tựa game đầu tiên của video này. Xem nào, mình sẽ mình lựa chọn bắn góc 18 nha. Headshot. Sao tự mình lại ném mình vậy bạn ơi? Tự mình lại ném mình dở rồi. Ôi ôi. Hay đấy. Ui, mà phát ba tên luôn này. Đối thủ không tầm thường một chút nào đâu. Headshot. Finisher. Ôi sượt đầu rồi, không sao cả. Nếu mà mình quả đấy bắn góc 23, trong đầu mình KO. Định mức là 23. Mình cũng nghĩ là 24 thì nó epic win. Nhưng trên đầu không sao, chúng ta vẫn giành chiến thắng. Player 1, choose. King Octobot. Con này có cái con cá mực điện giật. Đấy. Chỉ dính một tí thôi là bao nhiêu sát thương đây này. Ghê lắm. Mày quá không dính. Fatality. Trận thắng của mình đang dài. Trận thắng mình đang lấy. Cố gắng bình tĩnh. Player 1, choose.
đây? Có sát không vào. Headshot. Sượt đầu. Finish him. Death from above. Brutality. Epic win. Ah, mình đã. À, cái đó là thứ. Được.
Tiếp theo của video này, Santa đầu thành ba cái anh chàng này chẳng nhảy gì cả, lượn lờ thôi. Cái gì đây, sao khó khăn vậy trời. Mấy mạng này chẳng chịu nhảy gì cả. Mình đợi cho thêm đi.
đợi cho các bạn kia nhảy lên đây. Thời gian còn 39 giây cơ mà, bình tĩnh. Ôi. Chọn phải đi. Ôi. Trời ơi. Game này là game gây ức chế đấy các bạn ạ. Chuyển qua tựa game tiếp theo trong video này. Hoàng dây điện quá. So, you fancy yourself as a driver, eh? Head to the concrete area to the south. You'll get there quicker if you drive. Xem đuổi cả xíu để nó hút mình.
có 6 sao luôn. Đi động cả xe quân dụng luôn à. Ôi xe tăng. Ui, oh my god. Ôi. Can't you bloody well do anything? Ôi, sẽ chuyển sang zombie tsunami. Chờ nó đi động cả xe tăng thiết giáp luôn.
game Time Start. Từ game tiếp theo của video này, chúng ta sẽ bắn. Nào, let's go. Tiến lên anh em. Tiếp theo của video này luôn nào. Xây dựng cái gì đây? Ok, đây mình sẽ tìm một vị trí nào đó đi. Đây, vị trí này à? Bùi thế nào đấy? Cối xây gió đi. Cối xe gió này hơi phức tạp đấy. Đấy, trên cao cơ. Tiếp tục. Oh man, ta sẽ hoàn thành rồi được một nửa chặng đường rồi nha các bạn ơi. Cái cối xây gió này. Đây. Đâu? Được một phát mấy cái luôn này. Ồ, xe của cối xe gió nó phức tạp thế này.
Quá chức năng bay lên bầu trời sao? Trên kia thì mình xây kiểu gì? Đấy. Ồ, ở đây rồi. Vậy chúng ta sẽ phải xoay cái góc để mà cố gắng xây được cái trên mái của cái cối xây gió này. Đây rồi. Chúng ta cố gắng hoàn thành xem nào. Đây là cái cánh của cối xây gió. Đây. Cũng hoàn thành xem cái tác phẩm cối xây gió này nó sẽ như thế nào đây. Trong 19 rồi ạ. Ồ, nhảy cũng không được luôn đấy ạ. Oh man. Đứng từ xa thì không thể xây được. Đây. Vào trong lòng xây này. Oh, lại ra ngoài. Phần này còn phần cánh rồi. Oh. Oh man. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo đi. Đây rồi. Chiến đội. Em mì. Ui, nó dùng song kiếm à. Wow. Ôi, cái thằng mạnh thật sự luôn đấy. Ngọn giáo à. Ui, có bàn tay phát sáng này. Chưa kịp nhìn xem nó đánh kiểu gì à, rớt bài với mình rồi. Tiếp tục. Thằng này nó có cái vũ khí là mình bám được vào cái viên đá. Kiếm mà, kiếm hộ. Ok, và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like, subscribe, comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, chủ game. Hẹn gặp lại. Bye bye.